Rồi, Titi ơi. Làm gì đấy? Uống sữa à? Em phải là ôi trời ơi, bày hết hoa của mẹ ra kìa. Titi làm gì á? Hai chị em lấy sữa lấy hoa ở đâu ra đây? Của Ti đang còn nhiều này, của gấu hết rồi. Ti uống nữa không? Con lấy sữa cho em uống à? Giỏi thế. Nhưng mà bữa sau lấy sữa phải hỏi mẹ nha. Chứ không mày không mai mẹ cắt cao là ngã đấy. Đây còn hoa đây nữa này. Để dọn hoa vô nha. Em dọn ra. Đây em ra ngoài kia em nhặt hết hoa vào cho mẹ. Titi nhặt cho mẹ nào. Titi lấy cho mẹ nào. Rồi hai chị em bỏ một tí cho mẹ. Ui nhiều hoa thế. Cài cho Titi một cái này. Em ngồi ra đây. Đi ra đây bỏ hoa vô trong túi cho mẹ. Cho Titi này.
cháu bên kia lại kìa.